Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay quay cái video này là bởi vì đọc một cái bài báo là chó cắn chết người ngay tại chỗ. Cái vụ chó cắn ở Long An. Thì đầu tiên là mình có một cái muốn nói với mọi người ở đây, cái là con chó ở trong cái xảy ra cái vụ việc không may này không phải là chó Rottweiler nhá. Bài báo này người ta nói không biết bây giờ người ta đã chỉnh sửa chưa, nhưng người ta nói lúc trước là người ta nói là đây là cái con chó giống Rottweiler. Đầu tiên ấy là hôm nay quay cái video là muốn nói với mọi người về cái vụ mà con chó ở Long An, một cái vụ việc không may là con chó ở Long An nó cắn chết người. Đây là cái vụ việc này ở trong cái bài viết này. Thì bài viết này đã được sửa lại là không ghi là cái con chó Rottweiler nữa. Bài viết lúc ban đầu là người ta đăng là cái con chó này là con chó Rottweiler, như là mình đã đăng ở trên trang Facebook cá nhân. Đây mọi người ai mà dùng Facebook thì có thể kết bạn theo dõi nhá. Kết bạn thì nếu mà nó full bạn rồi thì thôi, nhưng mọi người có thể theo dõi. Đây là cái Facebook của mình, Vũ Hoàng Henry Gervi. Đó, đăng cái bài báo này 4 giờ trước. Thì bây giờ xem lại là cái bài viết đã được sửa lại rất là ok với này nhà báo biên tập, là đã có một sự chỉnh sửa lại cho thông tin cho nó đúng. Tốt nhất là không biết là giống chó gì thì ghi là con chó, ghi không vậy thôi chứ đừng ghi giống chó vào. Ok, cái vụ việc này đã là xong. Và qua cái vụ việc này ấy, thì mình muốn nói với mọi người là gì, ở trong cái việc này nó là một cái con chó này, thì mình nghe thấy mấy bạn nuôi Pitbull và Bandog nói nó là con chó thuộc vào giống Bandog, là một cái giống chó lai mới. Pitbull và mấy cái giống nó với nhau thì nó ra một cái giống chó mới là Bandog. Nhưng mà cái vụ việc lần này chúng ta cần chú ý ở đây là gì? Không phải là cái việc con chó nào là cái con chó tấn công, giống nào. Giống chó nào nó cũng có thể tấn công, từ giống chó nhỏ đến giống chó to, nếu mà chủ nó bị tấn công. Mọi người phải hiểu là như thế. Ở đây trong cái tình huống này ấy, thì qua cái thông tin của cái bài báo người ta đưa tin ấy là giữa hai người này đi với nhau, thì một anh chủ chó này dắt theo hai con chó đi cùng với một người bạn, thì hai người xảy ra cự cãi gì đấy với nhau, có thể là đùa cợt nhau, hoặc có thể xảy ra một cái việc gì đấy nó bất hòa hay như thế nào. Đại khái nó là như vậy. Ở trong bài báo thì người ta có nói chung chung vậy thôi. Thì cái con chó đực nó bênh chủ nó quay ra nó tấn công cái anh bạn kia. Thì không may ở đây nó có cái là chúng ta Pila ngồi yên, chúng ta cần phải có một cái chú ý ở đây là gì. Một là khi mà chúng ta nuôi những cái giống chó mà cái tính bảo vệ chủ của nó rất là cao, và con chó nó rất là to, nó khỏe mà, thì chúng ta phải tránh những cái tình huống mà có cái việc va chạm qua lại với lại chúng ta. Tức là mọi người khác ấy đùa cợt nhau, nhưng con chó nó không biết được, nó thấy người lạ nhảy ra vỗ vai ôm vai bá cổ thế này thế kia nó, thì nó không biết, nó có thể quay ra nó tấn công. Đấy là mọi người phải biết là như thế. Một là chúng ta phải tránh những cái tình huống như vậy, là một chúng ta phải lưu ý, bởi vì các con chó đấy là bản năng của nó sẽ bảo vệ chủ. Cái thứ hai nữa là chúng ta phải tìm hiểu để chúng ta biết cái cách để chúng ta can cái con chó của chúng ta. Lúc nào thì có thể can nhẹ nhàng bằng việc có thể quát nạt nó hay là thế này thế kia, nhưng cái lúc mà nó đã hăng máu lên rồi thì chúng ta lại phải can kiểu khác. Mọi người có thể tham khảo cái video mình can cái con Hanna và con Gina đánh nhau ấy, hai con chó không may đánh nhau, thì mọi người có thể thấy được là nó có hai cái cấp độ. Cấp độ đầu tiên là mình dọa con chó trước, khi hai con nó vừa mới chớm nhau thôi thì nó chưa có hăng máu, thì mình có thể là dùng cái dép xốp để mình dọa nó, dọa hai con để chúng nó không đánh nhau nữa. Đấy là cái cấp độ 1, là rất là nhẹ nhàng khi mà con chó nó mới đang hầm hè thôi. Nhưng cái cấp độ ấy mà không thể can được chúng nó ra ấy, là bởi vì là chúng nó đã xem ở trong video ấy, là chúng nó đã cắn vào
hai cái con nó cắn mõm vào nhau rồi thì phải dùng đến cái cấp độ thứ hai là gì, là phải làm sao đấy để cho nó biết là mình đang hiện diện ở đấy, mình là chủ nó mà. Và mình, mọi người xem lại cái video, mọi người sẽ thấy là mình cầm cái dây xích cổ của nó và mình ôm tay, khoảng tay để mà ôm cổ con chó như thế này. Đây, giả sử như Pila này, có cái xích cổ ở đây nhá. Là cầm tay quàng cổ Pila như thế này. Và cái xích cổ là cầm chặt ở đây để làm gì? Để nó không, trong cái trường hợp, tránh cái trường hợp con chó nó có thể nó ngoái lại, nó giật mình, nó ngoái lại, nó cắn muốn chống nó giật mình rồi ấy, thì mình tiến từ đằng trước này, mình tiến vào, ôm áp vào đằng sau để nó biết chủ nó đang lại gần. Sau nữa thì tay cầm xích này là cố định cái cổ của nó. Cố định cái cổ là cố định để cho cái việc con lắc cổ hai bên thôi. Và cái tay này ôm cổ là để giữ có cái độ kéo lại. Đấy là cái mà khi mà trong cái trường hợp cần thiết thì chúng ta sẽ phải làm như vậy. Và khi chúng ta là chủ chó ấy, là chúng ta phải giữ bình tĩnh. Khi chúng ta là cái người chủ chó nuôi cái con chó to, chúng ta phải là người giữ được bình tĩnh ở trong cái tình huống ấy. Cái này thế cho nên là có một cái video, nếu mà người để ý, nó có một video mình đã từng nói là gì? Cái người chủ nuôi cái con Rottweiler cũng phải là một người bản lĩnh. Cái con chó nó bản lĩnh, phải một người chủ bản lĩnh. Đấy là với giống Rottweiler. Còn các cái giống chó to mà nói, người chủ cũng cần phải có bản lĩnh. Cần phải có bản lĩnh để không may có cái tình huống nào ấy nó xảy ra thì mình phải giữ được bình tĩnh và mình phải biết cách xử lý. Cái cách xử lý thì mọi người xem cái cách xử lý của mình để mọi người có thể tham khảo. Và mình chắc chắn với mọi người một điều là gì? Nếu mọi người mà gần gũi con chó của mọi người thì mọi người can chó theo cái video mà mình đã can con Hana với con Hina với nhau, mọi người sẽ can được. Đấy, cái điều ấy là mình chắc chắn. Còn cái cách mọi người tiếp cận như thế nào thì đầu tiên là mọi người phải giữ được bình tĩnh đã. Và mọi người hãy nghe cho thật kỹ cái video ấy để mọi người biết, à, có thể có những cách hay hơn, nhưng ít nhất mọi người cũng biết được một cái cách. Đấy là cái cách thực tế mà mình đã can hai con chó của mình nó đánh nhau. Còn mình nói với bạn là can hai con chó đánh nhau thì nó khó hơn can con chó nó cắn người nhiều. Con chó cắn người là còn có một người ngồi đấy rồi, chỉ có phải can một con chó thôi. Nhưng hai con chó nó cắn nhau ấy, can con này nó sợ con kia cắn lại nó. Đấy, mọi người phải hiểu là như thế. Nên là mọi người hãy xem lại cái video đấy. Đó, ok. Cái vụ việc đấy là rất là hoan, gọi là hoan nghênh cái tinh thần sửa sai của báo Tuổi Trẻ Online. Như mình vừa mới share với mọi người là đấy là cái bài viết đấy, lúc trước thì là viết là giống chó Rottweiler là cắn gây ra cái sự việc ấy, nhưng mà sau thì cũng không biết là có thể là do một cái chỗ khác hay là người ta có ý kiến như nào đấy. Nhưng mà đến sau khi mình đăng cái bài đăng ở trên Facebook đến bây giờ là 4 giờ trước thì vừa mới xem lại, định cho mọi người sâu cho mọi người xem, nhưng vừa xem lại thì họ đã chỉnh sửa lại rồi, họ bỏ cái chữ giống Rottweiler đi rồi, họ chỉ nói là cái con chó đực nó cắn thôi. Ok, cái đấy là rất, tinh thần đấy là rất là hoang nghênh ở cái việc mà sửa cái thông tin về cho nó chính xác. Ok, và ngày hôm nay thì từ hôm nay trở đi là mọi người không cần phải lo cái việc là nói không nghe thấy tiếng rồi. Mới sắm cái bộ mic này, sắm cái bộ mic này là để chuyên để quay video, tránh cái tình trạng nói không nghe thấy gì mà phải mất công nói to. Nhưng mà sắm cái bộ mic này là rất là buồn, là sắm bộ mic này là nó là đến hôm nay là 4 hôm hay 5 hôm rồi, nhưng mà lại trúng vào cái đợt cái con chó con không may nó bệnh, nó chết, thành ra nó buồn. Mấy ngày hôm nay đâu có chả muốn quay video cái gì cả. Ở cái này nó là cái mà cái nuôi cái con chó này chia sẻ mọi người là nó cực kỳ ảnh hưởng đến cái tâm lý tình cảm của cái người nuôi. Thực sự nó là như thế. Cái người mà càng yêu quý chó, càng gần gũi con chó thì khi con chó nó ốm bệnh nó ảnh hưởng cuộc sống lắm. Chính vì thế là cái quan điểm của mình khi mà nhân giống con chó ấy, là con chó mình yêu cầu nó phải khỏe mạnh. Để làm gì? Bởi vì mình cũng là người nuôi. Khi con chó của mình nó ốm đau, nó bệnh tật thì mình biết là nó ảnh hưởng cuộc sống của mình như thế nào. Cho nên cái quan điểm nhân giống của mình là con chó nó phải khỏe mạnh mọi người nhá. Có là gì? Một là khôn, để nuôi nó vui vẻ như thế này. Hai là khỏe, chăm con chó nó nhàn. Và ba mới đến đẹp.
đẹp thì đầu tiên yêu cầu chuẩn giống thì đương nhiên những con chó chuẩn giống rồi, nhưng ở trong cái chuẩn con chó chuẩn giống thì cần nó phải khá đẹp, khá và đẹp và xuất sắc, ok, nhưng ít nhất nó đạt được ở cái mức khá trên mức trung bình. Đấy là con chó đạt yêu cầu của mình, và đấy cũng là cái mục tiêu mà mình nhân giống. Tại sao đấy, một lần con chó con nó ốm thực sự mà nói là nó ảnh hưởng đến cái tâm lý, nó buồn, con chó nó ốm thì nó đã buồn rồi, còn nó ốm thì vẫn còn hy vọng, nhưng nó chết thì nó buồn lắm, nó ảnh hưởng lắm. Ok, xong cái việc đấy, đến bây giờ là đến cái mà cả bốn đứa chúng nó đang chờ là ăn. Đây hôm nay quyết định là sẽ chén hết cái chỗ này. Đây nhá, hôm nay có cái camera lại vô tình là vừa mới ăn vặt nghĩ ra bỏ thôi quay cái video để mà bây giờ ăn đêm. Quay cái video để nói về cái việc cái con chó cắn nhau kia, lúc nãy thì post Facebook rồi nhưng mà bây giờ mới quay video được. Thì đói quá lôi mấy cái bánh ra để cho nó ngồi cho nó hóng rồi thôi thì tự tiện quay video luôn. Cứ quay như là hôm nay là cho mọi người và ăn cái bánh này, cái mic này nó bắt rất là tốt. Cho mọi người nghe xem là nó có thèm không. Mọi người nên chuẩn bị bánh trước khi xem cái video này nhá. Bao lại đi, ra lấy một cái đồ ăn gì đấy đi, rồi hãy xem tiếp, bởi vì nếu không sẽ rất là thèm. Hai cái loại bánh này đều rất là ngon. Vừa mới phát hiện ra đây, bà xã mua cái bánh này là cái bánh khoai lang, bánh khoai lang mật Đà Lạt của công ty gì, cái hộp vỏ hộp kia mình đã vứt ở kia rồi, nhưng của công ty Việt Nam. Đồ Việt Nam của mình rất nhiều đồ ngon mọi người nhá. Đây để xé ra trước này, chứ không thì cứ đến cái chỗ nào này chúng nó lại nhìn chỗ đấy đã nhỏ rãi hết rồi. Nhìn pila, mọi người nhìn pila nhá. Đây anh đang xé để anh bóc trước, chúng ta sẽ chắn hết cái chỗ này luôn, ok nhá. Hôm nay chúng ta sẽ chén hết cái chỗ này. À khoan đã, anh phải ra anh lấy cái túi để anh đựng cái đống vỏ này. Ngồi yên đấy, ngồi yên để lấy cái túi ni lông đã. Ok, xin chào tất cả mọi người. Đây ăn đã, đây nào, ổn định chỗ ngồi đã. Rồi con siro ngồi đấy đi nào, ngồi đấy. Con Melsi với con Pila với lại con Yumi tất cả lên. Siro ngồi yên đấy, ngồi yên. Con Pila lên đi. Pila. Thâm à? Thế Pila sang bên cạnh, Pila ngồi bên cạnh này. Ngồi đây. Pila sang đây. Rồi, con Yumi ăn không? Siro nằm xuống đi. Siro với lại mẹ, hai mẹ con phải ổn định chỗ nằm đi thì mới được. Pila ngồi đấy nhá. Siro lùi lại. Ok, ngồi yên đấy. Được rồi, ngồi đấy được rồi. Con Yumi lên đây không? Yumi lên đây. Xin chào tất cả mọi người nhá. Ngày hôm nay đầu tiên ấy là mình muốn có đọc một cái bài báo nói là của cái trang báo Tuổi Trẻ gì đấy. Đây để mình tìm. Là nói là gì, chó Rottweiler cắn chết người ở chó cắn người này. Đây, vụ chó cắn chết người một ngày trước đây.